Càng cận Tết, thị trường bánh tráng sôi động hẳn lên khi lượng bánh đặt hàng dự báo tăng cao. Gia đình ông Nguyễn Thanh Răng, ngụ ấp Bến Giảng, là một chủ cơ sở làm bánh tráng lớn nhất xã Phú An, hiện nay với hàng chục nhân công đang làm việc. Nhiều năm nay, cơ sở được đầu tư bằng máy làm bánh công nghiệp cho sản lượng cao. 20 năm về trước, mình làm bánh tráng tay, chở bột cho tới nhà lò tráng, mình lấy bánh về. Ngày giờ thu gom là được gần 50 kg là nhiều. Nay mình mà thấy vậy là thấy cái sản phẩm nó ít quá, mình mới chuyển qua máy cho mình tráng là làm được 15 năm. Bánh tráng Phú An nổi tiếng ăn ngon, chất bột dẻo, dai, không bị giòn, bể mỗi khi quấn lại. Người dân tráng bánh ở đây không chỉ khéo tay mà họ còn rất chú trọng vào nguyên liệu bột. Do giá bột ngày một tăng cao, vì thế người tráng bánh chủ yếu lấy công làm lời. Bên cạnh đó, năm nay do kinh tế gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu nên việc tiêu thụ bánh tráng ít nhiều bị ảnh hưởng. Do vậy, hầu hết người làm bánh đều đang kỳ vọng mùa Tết năm nay làm ăn thuận lợi hơn. Chữ Tết này, năm nay cũng khỏe, bánh tráng bán cũng thấy cũng lai gai cũng được đó, cũng có lý. Tết hôm nay cũng ăn Tết nên cũng có chủ được thì mình cũng có lấy tiền thưởng lần này kia đâu giờ ăn Tết. Nhân công của mình là 12, 13 nhân công một ngày. Nó làm nó ăn sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Còn nếu Tết này nó tăng ca rồi thêm là nó phải vô nhà, ngày là 450 kg đi, bình thường. Còn nếu Tết này mình làm tăng thêm là 600 kg một ngày. Nó cho công nhân nó có tiền về quê nó ăn Tết. Đến thăm làng nghề nơi đây mới thực sự cảm nhận được sự vất vả nhưng đầy tâm huyết của người dân Phú An trong từng cái bánh tráng. Hy vọng mùa Tết Giáp Thìn sẽ đem lại thu nhập khá, giúp người làm bánh tráng sắm sửa đón Tết đủ đầy hơn. Và mong rằng trong tương lai, bánh tráng Phú An sẽ được nhiều người biết đến và thưởng thức hơn nữa để giữ gìn thương hiệu làng nghề truyền thống.